Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Pakistan chặn đứng một vụ đánh bom tự sát nhắm vào đoàn xe chở người nước ngoài. Cảnh sát tại Pakistan cho hay, vào sáng hôm nay, 19 tháng 4, lực lượng an ninh tại thành phố Karachi, miền nam của Pakistan, đã hạ sát hai phần tử khủng bố sau khi các nghi phạm này tấn công một đoàn xe chở người nước ngoài theo nguồn tin kể trên, thì sự việc xảy ra khi một người dự tính đánh bom tự sát cùng với hai tay súng tấn công đoàn xe chở 5 công dân Nhật Bản tại khu vực Mansiha thuộc thị trấn Lani ở vùng Karachi. Cảnh sát Pakistan đã nổ súng ngăn chặn kịp thời vụ tấn công này. Sự việc đã khiến cho 3 người bị thương, trong đó hai nhân viên an ninh. Các lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt và đã đưa 5 công dân Nhật Bản kia tới những nơi an toàn biệt đội rà phá bom mìn đã phát hiện vũ khí cũng như lựu đạn trong người những kẻ khủng bố vụ tấn công này không gây thiệt hại đáng kể do trái bom chưa được kích nổ theo các giới chức của Pakistan có người đã bỏ chạy khi cảnh sát nổ súng và lực lượng an ninh đang truy tìm kẻ này hiện nay chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm là thủ phạm của vụ tấn công nói trên Bắc Hàn phát hành bài hát mới ca ngợi Kim Jong Un Hôm nay Bắc Hàn đã cho phát hành một bài ca mới, người ca nhà lãnh đạo Kim Jong-un là người cha gần gũi và nhà lãnh đạo vĩ đại. Theo Reuters, bài hát mới này được phát sóng ở trên đài truyền hình trung ương của Bắc Hàn với sự góp mặt từ trẻ em cho đến binh sĩ và nhân viên y tế. Tất cả đều hòa hứng hát những câu ca ngợi như là Hãy hát lên, nhà lãnh đạo vĩ đại Kim Jong-un, hãy tự hào về người cha gần gũi Kim Jong-un. Buổi biểu diễn được Kim theo dõi và phát sóng ở trên truyền hình Bắc Hàn là một phần của buổi chúc mừng hoàn thành 10.000 ngôi nhà mới. Việc phát hành bài hát mang tự đề Người cha gần gũi cùng với một số hành động khác gần đây đã khiến cho giới quan sát suy đoán rằng đây là một phần ở trong nỗ lực để củng cố vị thế của nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Gần đây, thay vì gọi kỷ niệm ngày sinh nhật của nhà sáng lập Cộng hòa Nhân chủ Nhân dân Bắc Hàn là Kim Nhật Thành, là ngày mặt trời, thì truyền thống Bắc Hàn truyền sang gọi là ngày lễ tháng Tư, vốn mang ý nghĩa trung lập hơn. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Gần một nửa số các thành phố lớn tại Trung Cộng đang bị chìm dần. Gần một nửa số các thành phố lớn tại Trung Cộng với dân số vào khoảng 270 triệu người đang bị chìm dần và những vùng ven biển phải đối diện với nguy cơ bị ngập lụt. Mực nước biển thì dâng cao, Lời cảnh báo này được đưa ra trong một cuộc nghiên cứu được công bố trên chuyên sang Science vào ngày 19 tháng 4. Theo hãng tin Reuters, các tác giả nghiên cứu phát hiện ra rằng 45% các vùng đô thị tại Trung Cộng đang bị sụt lún xuống nhanh hơn 3 mm mỗi năm, trong đó 16% số diện tích có tốc độ bị sụt lún hơn 10 mm mỗi năm. Nguyên nhân của tình trạng này là do lượng nước ngầm giảm đi và do sức nặng của các công trình được xây dựng bên trên. Một nhà nghiên cứu có tên là aus tại Trường Đại học Sư phạm Hoa Nam là trưởng nhóm nghiên cứu cho rằng với dân số của thành thị tại Trung Cộng vượt mức 900 triệu người, một phần nhỏ diện tích đất đai bị sụp lúng cũng gây đe dọa lớn cho cuộc sống của vùng đô thị riêng thành phố Thiên Tân với hơn 15 triệu người ở gần thủ đô Bắc Kinh được xác định là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Vào hồi năm ngoái, 3.000 cư dân ở đây đã phải di tản sau một thảm họa địa lý bất thường mà các nhà điều tra cho là do bị cạn kiệt nguồn nước, cũng như việc xây dựng các giếng địa nhiệt. Tình trạng sụt lún đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ 40 triệu Mỹ Kim mỗi năm cho Trung Cộng và trong vòng 100 năm tới, gần 1 phần tư đất đai ven biển có thể bị sụt lún thấp hơn mực nước biển, khiến cho hàng trăm triệu người phải đối diện với nguy cơ lớn hơn về tình trạng ngập lụt. Giới chức Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn cam kết theo dõi chặt chẽ về các diễn biến trên thị trường ngoại hối, hướng tới một nền kinh tế bền vững, tăng trưởng, ổn định về tài chính và các mục tiêu khác như là xây dựng chuỗi cung ứng có sức chống chịu rủi ro cao. Đó là nội dung tuyên bố chung đã được đưa ra sau cuộc làm việc của bộ trưởng tài chính của ba nước ở Hoa thịnh đốn, diễn ra bên lề của hội nghị mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Tại buổi làm việc, bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ, bà Janet Yellen, nhấn mạnh đến sự tăng cường hợp tác ba bên trong các vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới, như là củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đề cập tới hợp tác hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương phát triển về kinh tế. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản là ông Suzuki bày tỏ Nhật Bản mong muốn duy trì tỷ giá hối đoái ổn định, phản ảnh các nguyên tắc cơ bản và nước này sẽ có các phản ứng phù hợp với những diễn biến tiền tệ bất thường. Bộ trưởng Tài chính Nam Hàn là Choi Sang-mok đánh giá về sự hợp tác ba bên ngày càng sâu sắc, có ý nghĩa quan trọng trong việc ứng phó với các bất ổn tài chính có thể nảy sinh từ những biến động kinh tế và sau khi phải đối mặt với tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch và sự phân mảnh về địa chính trị. Các bộ trưởng cũng thảo luận về việc dòng nội tệ của Nhật và Nam Hàn lần lượt là đồng yên và đồng won đã bị mất giá so với đồng Mỹ Kim của Mỹ trong thời gian gần đây. Bức hình một phụ nữ ở giải Gaza ôm thi thể của đứa cháu gái đoạt giải thưởng hình ảnh báo chí thế giới. Bức hình cô Inas Abu Mama ôm thi thể của đứa cháu gái 5 tuổi bị thiệt mạng do cuộc tấn công của Do Thái ở giải Gaza đã giành được giải thưởng hình ảnh báo chí thế giới năm 2024. Bức hình do phóng viên Mohammed Salem của hãng tin Reuters chụp được tại một bệnh viện ở Nasser thuộc thành phố Khan Yunis của miền nam của giải Gaza vào hôm 17 tháng 10 năm ngoái, tức là 10 ngày sau khi Do Thái mở chiến dịch đáp trả phe Hamas. Trong bức hình này, cô Inas Abu Banma, 36 tuổi, đang gục đầu và ôm chặt thi thể của đứa cháu gái có tên là Sally, 5 tuổi, được bọc kín trong một tấm vải trắng ở nhà xác của bệnh viện. Cô bé Sauli cùng với mẹ và chị gái của cô bé bị thiệt mạng sau khi hỏa tiễn của Do Thái đánh trúng căn nhà của họ ở thành phố Khan Yunis. Phóng viên Salem cho hay anh cảm thấy bức hình đã phản ánh những gì đang xảy ra ở giải Gaza sau khi bức hình đoạt được giải Hình ảnh Báo chí Thế giới năm 2024. Theo bà Fiona Shaw là chủ tịch Ban giám khảo thì bức hình đã gây ra tác động rất sâu sắc bởi vì bức hình này mang thông điệp cả nghĩa đen và cả nghĩa bóng về nỗi sợ hãi cũng như sự vô nghĩa của chiến tranh. Hơn 6 tháng kể từ khi chiến sự bùng phát đã có 33.970 người bị thiệt mạng ở giải Gaza, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó cũng đã có gần 77.000 người bị thương. Nhiếp ảnh gia Leanne O'Way đến từ Nam Phi giành được giải thưởng Câu chuyện của năm với bức hình một gia đình ở Madagascar chăm sóc người thân lớn tuổi mắc chứng bị mất trí. Bàn giám khảo cho biết rằng câu chuyện này đề cập tới vấn đề sức khỏe toàn cầu thông qua lăng kín của gia đình và sự chăm sóc. Còn nhiếp ảnh gia người Venezuela có tên là Alessandro Cosega giành được giải thưởng dự án dài hạn với những bức hình về những người di cư và người xin tị nạn đang cố gắng vượt qua biên giới phía Nam giữa Mexico và Hoa Kỳ. World Press Photo là có trụ sở tại Amsterdam, thủ đô của Hòa Lan, được thành lập vào năm 1955 là đơn vị tổ chức cuộc thi hình ảnh báo chí thế giới thường niên để vinh danh các tác phẩm hình ảnh phóng sự cũng như hình ảnh tư liệu xuất sắc nhất trong năm. Nam Hàn đặt mục tiêu xuất cảng vũ khí 20 tỷ Mỹ Kim trong năm nay. Chính phủ Nam Hàn cho biết họ đã đạt được mục tiêu xuất cảng vũ khí đạt được 20 tỷ Mỹ Kim trong năm nay, bao gồm cả việc bán máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 cho các thị trường mới nổi. Thông báo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng của Nam Hàn nêu rõ, mục tiêu trên đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ so với mức 14 tỷ Mỹ Kim đạt được vào năm ngoái. Trong chuyến thăm trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Nam Hàn ở thành phố Seichon thuộc Việt tỉnh Khum Sang, Bộ trưởng Công nghiệp An cho rằng lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đang nổi lên như là một lĩnh vực xuất cảng nổi bật mới hỗ trợ cho nền kinh tế. Chính phủ Nam Hàn sẽ chủ động làm việc với các tổ chức có liên quan để tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm là bỏ vào ít nhất là khoảng 7.23 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ thương mại trong khi đó, theo Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng của Nam Hàn, thì chính phủ cũng có kế hoạch cung cấp 21 triệu Mỹ Kim để đang đa dạng hóa các mẫu máy bay FA-50 nhằm mở rộng sự hiện diện của dòng máy bay tấn công hạng nhẹ này ở trên toàn cầu, và đồng thời thúc đẩy doanh số bán các loại máy bay khác, trong đó có trực thăng khu số 1 Surian và máy bay chiến đấu FK-KF-21. Tuy đến từ Campuchia cho hay, các công ty của Trung Cộng tháo chạy bỏ lại 500 dự án ma tại thành phố Sihanoukville. Các công ty của Trung Cộng tháo chạy khỏi Cambodia sau đại dịch Covid-19 và đã bỏ lại hàng trăm dự án ma đang xây dựng gian dở tại thành phố này. Năm 2019 là thời điểm thị trường bất động sản tại Cambodia bùng nổ mạnh mẽ. Khi đó, một số công ty của Trung Cộng đã đặt vấn đề về việc xây dựng các tòa nhà chung cư cao tới 10 tầng trên các khu đất trống rộng khoảng 750 m2 mỗi khu. Với lời hứa là các tòa nhà sẽ được hoàn tất vào năm 2021, cùng với mức giá cho thuê lên tới 5.000 Mỹ Kim mỗi tháng. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng nổ, các công ty của Trung Cộng tháo chạy ra khỏi Cambodia và cho biết rằng họ không thể tiếp tục hợp tác được nữa. Không những thế, thành phố Sihanoukville hiện nay có rất nhiều những dự án đang xây gian dở. Theo thống kê từ chính quyền, thành phố Sihanoukville có khoảng 360 tòa nhà chưa hoàn tất và có khoảng 170 tòa nhà khác đã hoàn tất thế nhưng vẫn còn bị để trống. Với vị trí đắc địa nằm bên Vịnh Thái Lan, Sihanoukville trở thành một trong những điểm đến hàng đầu thu hút làn sóng đầu tư từ Trung Cộng trong giai đoạn từ năm 2010 thậm chí nơi đây còn được mệnh danh là Macau thứ hai với hàng chục sòng bài mọc lên. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể kể từ sau đại dịch Covid-19. Theo nhật báo Nikkei Asia, Cambodia phụ thuộc nặng vào nguồn vốn đầu tư đến từ Trung Cộng. Trong năm 2022, Hội đồng Phát triển của Cambodia đã phê chuẩn khoản đầu tư nước ngoài trị giá 1 tỷ 900 triệu Mỹ Kim, trong đó 90% đến từ Trung Cộng.